Cũng bình thường à, nó chui xuống dưới ngầm dưới đất mà. Đường ngầm. Nhưng mà làm sao mà đi đường? Ngay cái chỗ cái phố đi bộ Nguyễn Huệ đó là nó cái nhà ga bên dưới á. Rồi ở chỗ cái công viên 23 tháng 9 là có cái nhà ga bên dưới nữa. Khách chui xuống nhà ga đó đó. Xuống nhà ga ngầm ở dưới đất. Rồi nó chạy ngầm lên tới tới gần cầu Sài Gòn nó chui lên. Chui lên cao đi qua cầu Sài Gòn trên cao đó, đi qua Suối Tiên. Lúc đó lên cao rồi. Suối Tiên mình nó đi đâu vậy? Hết rồi. Cái tiếng nó chỉ tới đó nó nghỉ rồi. Nó quay về luôn mà. Nó quay về. Là sao quay về được ba? Thì một cái đoạn chạy đi, một cái đoạn chạy về. Ở đây là cái đoạn chạy đi nè, nó chạy về rồi không? Ba anh sai bữa tháng 9 là gì ba? Cái gì? Anh sai cái nhà ga có. Ý là mình đi ngược lại nhà ga, 23 tháng 9 là đi đâu vậy? Ngược lại nữa hả? Người ta chỉ cái tuyến này thì mà ta mới làm có một tuyến thôi. Khi nào ta làm nhiều tuyến nó kết nối đi vòng vòng thành phố. Nó nhiều tuyến lắm nhưng mà người ta mới làm có một tuyến à. Ba ba. Nhưng mà người ta làm cái tuyến nữa hay là đi đâu vậy ba? À đi có cái tuyến đi ra ngoài bên Gò Vấp. Tuyến đi về Bình Chánh. Anh ha. Vậy nào người ta sẽ xong cái tiếng mà về Bình Chánh thôi à. Mà đi xe điện chứ mà đừng nghe đi xe máy. Đúng không? Mà đi xe máy nguy hiểm thì. Lúc đó còn lớn nè, lâu lắm. Có một tiếng này người ta làm còn lâu nữa, chi mấy tiếng kia. Thôi bạn à. Nhưng mà trước khi đi tới Bình Chánh thì ta có ghé đâu nữa không? Nó có nhiều cái nhà ga nhỏ, nhà ga phụ á. Cái trạm dừng á, những cái trạm dừng á, ghé cho khách lên, khách xuống. Chứ đâu phải là chở một phát một tới Bình Chánh đâu. Nó có nhiều trạm dừng. Nhưng mà trạm dừng một vài trạm dừng ở đâu? Mà đâu có biết, người ta chưa làm sao biết được. Con đi ra ngoài Suối Tiên con thấy không, nó có nhiều trạm dừng lắm đó. Nhiều cái nhà ga nhỏ đó.